Let's go! Pomni xấu tính. Chà, hôm nay Alien mang bảo bối gì đến đây? Xin chào, tớ là Lucy Pomni. Thôi quá. Là Pomni đấy, thôi qua đi thôi. Cúp phu ơi, giúp mẹ nào. Xin lỗi nha. Thôi nào, hai đứa mình chơi tung hứng đi. Ôi không. Bảo bối này của Alien phiền phức thật đấy. Lucy ơi, làm như vậy là điều không nên một chút nào đâu. Ôi trời, Pomni đã tức giận rồi. Pomni ơi. Này, em bày cái trò gì đây? Gì cơ? Lucy là người cầm bọc ngô mà. Hả? Các bạn thấy đấy, nói dối sẽ khiến cho mối quan hệ càng trở nên rắc rối hơn. Em đang trêu tức anh, phải không? Hả? Pomni làm hết đó à? Cái này là sao hả? Pomni! Em chỉ muốn dạy cho Lucy một bài học thôi. Vì cậu ấy đã nói dối và đổ lỗi cho em trước. Em phải biết nhận lỗi cho hành động của mình, hiểu chưa? Cho tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ cũng sai rồi. Đừng tùy tiện đổ lỗi cho người khác nha, các bạn nhỏ ơi. Dừng lại. Tại sao thế nhỉ? Lucy Pomni, nhìn này, ở sân vui chơi đang có chương trình tìm kiếm tài năng nhí. Tiết mục múa ba lê của Nancy đã làm ban giám khảo phấn khích. Xin mời Lucy. Đợi đã, em đến đây. Đã có chuyện gì xảy ra với Lucy vậy? Các bạn có thấy bộ trang phục bẩn không? Chẳng có gì đặc biệt cả. Lucy Pomni vẫn không bỏ cuộc. Nhưng ôi không. Làm ơn cho em một cơ hội nữa đi ạ. Không. Hả?
Hóa ra vì giúp đỡ giám khảo Dolly, trang phục của Lucy đã bị vấy bẩn. Chị giúp Bibi nữa được không ạ? Chị đừng buồn, em sẽ đền cho chị một cái khác ạ. Chị ơi, em sẽ vẫn trình diễn chứ? Như vậy là Lucy Pomni tốt bụng đã được đền đáp xứng đáng. Ôi, sao Jenny lại ở đây? Jenny đang ở đâu? Quốc phu, giúp mẹ trông em Jenny một lúc nhé. Mẹ sẽ về ngay. Dạ. Các bạn thấy, quốc phu có ngoan không nào? Ôi không. Quốc phu sẽ giải thích với mẹ thế nào đây? Wow, thật là đáng yêu. Trời, vợ tê giác muốn bắt cóc Jenny để làm mồi nhử sao? Cô ta còn muốn nhận nuôi Jenny nữa mà. Và chúng ta có thể đi tù cùng nhau. Cũng đúng à. Maru, quốc phu cuối cùng cũng đã tới. Chào đón Jenny về được không ạ? Không ổn. Jenny, họ là người xấu. Wow, Jenny đang tấn công vợ tê giác. Con xin lỗi ạ. Lần sau tập trung hơn nhé con. Vâng ạ. Ôi, trộm tê giác đang rình mò gì vậy? Giả vờ bị tai nạn. Trời, trộm tê giác giả vờ bị thương để ăn vạ tiền ư? Ôi không, là quốc phu và mẹ sói. Trộm tê giác đang tạo vết thương giả. Hãy để tôi sơ cứu cho anh. Lần này trộm tê giác gặp các khó rồi. Để xem tài diễn xuất của trộm tê giác đến đâu nào. Gu Fu cũng muốn tham gia vào vở kịch này.
Oh, wow, giỏi lắm, Gufu. Hả? Để cháu giúp ba. Đầu thùng tù của trộm tê giác đã bị lộ ra ngoài. Hả? Gufu và mẹ đang gặp nguy hiểm. Nhưng may thay, trộm tê giác đã bị trượt chân. Đâu? Bệnh nhân ở đâu? Cháu không thể tin là mình và mẹ lại bị lừa. Là sao cháu sẽ phải cẩn thận hơn với người lạ, thưa bác? Bà bầu Gufu. Con đứng đây đợi mẹ nhé. Gufu. Bây giờ mình phải làm gì đó để giữ chỗ cho mẹ thôi. Gufu định làm giả bụng bầu sao? Theo các bạn, đó có phải phương án hay không? Xin mời các mẹ bầu tới phòng khám ưu tiên này để kiểm tra sức khỏe và nhận quà. Ôi không, mẹ sói vẫn chưa đi vệ sinh xong. Gufu phải làm sao đây? Các nút bấm này thú vị ghê. Gufu mê mê mẩn mẩn. Sao cháu lại vào đây? Mẹ của cháu đâu? Gufu lấy phần cho mẹ đây mà. Nhưng Gufu ơi, tự ý vào nhà vệ sinh nữ là không nên đâu. Và chính vì Gufu không nghe lời nên cậu ấy và mẹ đã bị lạc nhau. Không những vậy, Gufu còn gây ra một loạt rắc rối trong bệnh viện. Các bạn nhớ, đừng làm giống Gufu nha. Con xin lỗi ạ. Ngày xưa anh nghịch ngợm thật đấy. Trời ơi, em bé ngồi trong xe đẩy là ai vậy? Tên trộm em bé. Các con ơi, nhớ khóa cửa cẩn thận sau khi vào nhà nhé. Vâng ạ. Bọn mình kiếm gì uống đi. Các bạn nhỏ mày chơi nên không nhớ lời mẹ sói dặn mất rồi. Quá nguy hiểm. Các em thấy hậu quả của việc không khóa cửa chưa? Ừ.
Chúng ta nên ăn uống cẩn thận để tránh bị mắc nghẹn như Lucy nha các em. Tớ phải về nhà ngay bây giờ. Hóa ra trộm thể giác đã vô tình bị biến thành em bé. Báo cáo cho bố mẹ con đi, tớ sẽ đi báo cảnh sát luôn. Anh em nhà sói sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây? Alien nói với bác là có một em bé bị lạc vào nhà cháu à? Đúng rồi ạ. Em bé bị mất rồi ạ. Các em đoán xem liệu cảnh sát Châu có nhận ra tên trộm cho hình dạng này không? Tức gọi cho Alien đi, Goofy. Con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ khóa cửa cẩn thận ạ. Thật may là tên trộm em bé đó chưa làm hại các con. Chuyện gì đây? Con mèo kỳ lạ. 10 triệu nhé. Cướp được tiền thì tôi trả. Ôi không, nhà sói đã vào tầm ngắm của tên trộm gian xảo. Nguy hiểm quá, cô ta đã biến thành mèo rồi. Casper, em đừng có làm ồn nữa.
bác nghĩ ra ý tưởng gì đấy nhỉ? Giờ thì để xem em hét thế nào được đây. Ôi, trông đôi môi của Casper kìa. Cát ơi. Ôi không, phải làm gì với môi của Casper bây giờ? Chị cứ cấm em làm cái này đến cái kia. Em không muốn chơi cùng chị đâu. Casper thật sự giận rồi. Các bạn không nên làm theo hành động của Cát đâu nha. Để chị giúp môi em bớt sưng nhé. Hiểu cách này có hiệu quả không? Dù môi chưa lành lại, nhưng ta có thể thấy Casper vẫn luôn yêu chị Cát như vậy đó. Và có một chị Cát rất quan tâm em trai nữa. Trai yêu của chị mà, tại chị nên môi em mới như thế. Chị xin lỗi nhé. Đi tìm Lucy thật. 1, 2, 3, 4. Wow, mau mau tìm chỗ để trốn đây nào. Em trốn chỗ khác đi. 6, 7. Ôi, Lucy biết phải trốn ở đâu bây giờ? Lucy trốn kỹ quá, hũ phù tìm mãi vẫn chưa ra. Thêm nha. Ôi không, sao lại có quá nhiều robot Lucy ở phòng thí nghiệm thế này? Lucy. Thì ra thủ phạm gây nên chuyện này chính là Lucy. Trong này giờ robot Lucy đang làm loạn ở đây. Mang đồ ăn đến đây cho ta. Trời ơi, lại có chuyện gì nữa vậy? Chúng sẽ phá tung nhà tớ mất. Phải đưa hết về phòng thí nghiệm thôi. Sản xuất thêm robot đấy. Không ổn rồi. Các bạn ấy phải làm thế nào bây giờ?
Đấy chính là hậu quả khi cháu tự ý nghịch đồ của bác đấy. Cháu xin lỗi ạ. À, các bạn nhớ đừng tự ý sử dụng đồ của người khác nha. Khi bác sĩ cần giúp đỡ. Tôi đang đến rồi. Ôi không, đây là vụ va chạm rất mạnh. Cô có sao không ạ? Bình tĩnh đã, cháu gọi xe cứu thương nhé. Vâng ạ. Cố lên, bác đến ngay. Có người lớn nào quanh đây không, các cháu? Không ạ. Được rồi, chúng ta nên... Chà, Vũ Phù và Bàn Đồ nhanh ẩu đoảng quá. Không phải thế, hai cháu cần phải vệ sinh vết thương bằng nước sạch trước. Vâng ạ. Của cô ơi ạ. Giờ cháu bôi thuốc lên đi. Băng bó sẽ là bước cuối cùng. Vâng ạ. Các bạn đã nhớ quy trình xử lý vết thương chưa nào? Đợi bác một chút nhé, bác đang tắc đường quá. Thời tiết ngày một nắng gắt, các bạn ấy nên làm gì bây giờ? Chúng mình phải chuyển cô ấy đến chỗ có bóng râm. Khi muốn di chuyển bệnh nhân, hãy dùng càng cứu thương nhé các bạn ơi. Wufu có những người bạn thật tốt bụng. Cảm ơn các cháu. Vâng ạ. Cầu trượt nước nóng và lạnh. Câu chuyện đó là của chúng ta. Chiếc cầu trượt nước này thật là nóng. Alien có ý tưởng gì vậy? Tuyệt vời! Wow! Chiếc súng có thể thay đổi nhiệt độ của nước ư? Thật không thể tin được! Ôi! Nước mắt quá đi mắt! Ôi không! Chuyện gì sẽ xảy ra với Pando đây? Kêu! Kêu tôi với! Ôi trời! Các bạn nhỏ phải làm gì để cứu Pando bây giờ? Tớ sửa được, nhưng sẽ mất thời gian.
Tôi nghĩ ra cách cứu Pando rồi. Hả? Pando, Goofy quả là thông minh. Cậu phải làm thế này này. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc súng. Không sao đâu, tớ sửa rồi. Lucy, bố mẹ xa nhau. Con có muốn giúp bố một tay không? Mình xây nhà mới mà không có mẹ và Lucy à? Không cần thiết lắm đâu, con trai. Sao bố con và anh Goofy không đi cùng mình ạ? À? Không cần đâu, con yêu. Ôi, có vẻ như Goofy và Lucy vô cùng lo lắng về một điều gì đó. Con muốn bố và anh Goofy nữa. Hả? Chúng ta phải làm gì đó thôi. Mẹ nên mặc như thế này, bố sẽ thích lắm ạ. Không, mẹ thích bộ này hơn. Không, bố ơi. Con không muốn nhà mình xa nhau chút nào. Bố mẹ chia nhau ra để chuẩn bị bữa tối đặc biệt thôi mà. Ồ, thì ra hai anh em đã hiểu lầm. Chúng con cứ tưởng bố mẹ định chia tay cơ. Bố mẹ sẽ không bao giờ làm thế. Bánh sinh nhật của Goofy. Wow. Yeah. Lát nhớ ước nha con trai. Hả? Điều ước sẽ trở thành sự thật khi con thổi nến đó Goofy à. Bánh sinh nhật của tớ mà. Ai cho các cậu thổi chứ? Hả? Còn mai cướp điều ước của tớ đấy. Bắt đầu từ sinh nhật nào các con. Chúc mừng sinh nhật Goofy. Ok ạ, cắt là
làm gì thế? Thì ra cả bốn bạn nhỏ đều muốn thổi nến để nhận được những món quà siêu to khổng lồ. Nhưng ôi không, chiếc bánh sinh nhật của Ngũ Phu bị hỏng mất rồi. Các cháu không được tùy ý làm vậy, như thế là không đúng đâu. Chúng ta xin lỗi. Các bạn nhớ, đừng đụng vào đồ của người khác khi chưa được cho phép nha. Kỷ niệm này thật vui, đúng không nào? Anh Ngũ Phu, chân anh đâu ạ? Chân của Ngũ Phu đâu rồi? Dừng lại đi, anh mệt lắm rồi. Thì ra Lucy đã làm phiền anh trai của mình quá nhiều. Chà, Ngũ Phu chuẩn bị làm gì đây? Hooray! Ôi không, chắc vì quá mệt mỏi nên đôi chân của anh bỏ đi rồi. Chà chà, vậy ra là Ngũ Phu muốn đánh lừa em gái rằng mình đã bị mất chân. Giờ em phải chăm sóc anh rồi đấy. Yeah! Hooray! Ôi, chân anh tệ quá. Giờ anh ổn rồi, em đi đi. Không, em sẽ ở đây với anh. Ôi trời, Lucy đã đem đôi chân giả của Ngũ Phu đi mất rồi. Lần sau đừng đùa dài nữa nhé Ngũ Phu. Và con cũng phải đối xử tốt với anh nữa đấy. Trường học của sói ư? Không biết ai là thầy giáo ở đây nhỉ? Thầy giáo em bé. Wow, thì ra đó chính là Ngũ Phu. Chà, thầy giáo em bé Ngũ Phu chuẩn bị dạy các bạn tập đi. Wow.
Jenny đứng được không ạ? Dễ thôi, dễ thôi. Anh ơi, anh ơi. Đứng lên đi Jenny. Ôi không, vậy là quốc phụ đã quên nghề thầy giáo rồi sao? Không có lớp học em bé đâu con. Các em chỉ cần thời gian để tự phát triển thôi. Chỉ là anh Khúc Phu có thể đứng sớm hơn các bạn thôi, Lucy. Ôi không! Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Sự cố ở nhà tắm công cộng. Ái chà, trông cả ba bạn nhỏ đều vô cùng hào hứng. Có vẻ như ở đây mất nước rồi các cậu. Xin lỗi các cháu, mấy ống nước ở đây đang có chút vấn đề. Bác đang sửa lại nó. Vâng ạ. Trong lúc chờ đợi thì mình ăn gì đó đi. Đồng ý. Ok kìa, các bạn ấy xả rác bừa bãi ở nhà tắm công cộng như vậy ư? Đừng lo lắng, nước sẽ cuốn hết rác xuống cổng tôi mà các cậu. Này, xong rồi đấy các cháu. Ôi không, nhà tắm sắp ngập đến nơi rồi. Vì sao lại ra nông nỗi này thế? Ba người ơi, cứu chúng cháu. Cứu cháu, cứu cháu với. Ôi không. Các cháu, nước không thể thoát là do rác bị kẹt ở cống đó. Chúng cháu nghĩ rác cũng sẽ tự cho dùng cống chứ à? Nhưng nếu chúng ta xả rác quá nhiều thì cống sẽ bị tắc đó cháu. Bởi vì rác sẽ lấp hết lỗ thoát nước. Chúng cháu xin lỗi ạ. Nhà tắm công cộng đã sạch sẽ trở lại. Các bạn cũng nhớ đừng xả rác vào lỗ thoát nước nha. Truy nã Lucy. Ôi không, tên trộm Biggie đã nhìn thấy chiếc vương miện vàng của Nancy. Cảnh sát quốc phù có thể tìm thấy tên trộm Biggie không đây?
cho ta ít nước nào. Ôi trời, Lucy cũng muốn có chiếc vương miện của Nancy. Không thể ngờ được, giờ người đang bị truy nã là Lucy thay vì Piggy. Sầu mãi thua thôi. Đoán tên đồ ăn. Em muốn lấy con gấu kia. Được, anh sẽ mua nó cho em. Ai sẽ giành được con gấu bông ấy đây? Trò này thì sao? Cùng nhau chơi thôi nào. Ái chà, các em hãy đoán xem ai sẽ là người chiến thắng nào. Pika. Chính xác. Xin chào. Này, Piggy làm vậy là gian lận rồi. Tom. Vì gian lận nên hai anh em Piggy không chiến thắng trò chơi này đấy.
Lần sau, các cháu nhớ không được gian lận nhé. Cháu xin lỗi ạ. Cầu trượt trên cầu thang. Ôi không, hai anh em đang vui vẻ chơi cầu trượt thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Lucy, ta có cầu trượt tài ra rồi. Ta có thể trượt xuống đây với một chiếc giỏ. Không được, nó quá nguy hiểm à. Cầu trượt bìa cắt tông thì sao? Em sẽ thử trước ạ. Dừng lại. Này, đừng làm như vậy. Nghe bố nói đây. Cầu trượt bằng bìa cắt tông thì có vấn đề gì nhỉ? Ôi là trời, thật là nguy hiểm. Cầu trượt bìa cắt tông không được an toàn đâu các con. Nhưng đừng buồn nữa, ta có thể làm cầu trượt gỗ cùng nhau nhé. Bố ơi, cầu trượt Lego thì sao? Vì màu của cầu trượt gỗ trông thật nhàm chán ạ. Lucy, đó là ý tưởng hay nhưng... Yên tâm đi, ta sẽ sơn lại nó sau khi làm xong nhé Lucy. Vâng ạ. Wow, chiếc cầu trượt gỗ của ba bố con trông rực rỡ quá đi thôi. Mình chơi nào. Hoàng tử Gúp Phu và chiếc cầu trượt vàng. Xấu quá đi. Không tệ, nhưng nó vẫn chưa đủ đẹp đâu. Hoàng tử Gúp Phu nghĩ ra ý tưởng gì vậy? Thưa nữ hoàng. Kính thưa nữ hoàng, con muốn chiếc cầu trượt mới ạ. Được rồi. Cha, một chiếc cầu trượt vàng sao? Tuyệt ạ. Muốn chơi chiếc cầu trượt này một mình. Ôi trời, Vũ Phu không muốn chơi cầu trượt cùng các bạn. Mặc dù chỉ chơi với cầu trượt bình thường, nhưng các bạn của Gúp Phu lại đang chơi rất vui.
Này con, chờ một mình chán lắm rồi phải không? Húp phu. Thế con còn đợi gì? Gọi các bạn mau đi. Tớ xin lỗi. Wow, chơi với các bạn thật là vui, phải không các bạn nhỏ ơi? Hợp nhất. Siêu anh hùng và đàn muối. Các con định để kem chống muỗi ở nhà mà đi cắm trại ư? Tại sao? Vì chúng con sẽ hợp nhất với búp bê và đều trở thành siêu anh hùng. Mà siêu anh hùng thì không sợ muỗi à? Cha, Gục Phu thật là tự tin quá đi. Ôi không, những con muỗi đã xuất hiện rồi. Hợp nhất. Wow, cả ba bạn nhỏ đều đã hợp nhất với các siêu anh hùng. Chắc giờ đàn muỗi chỉ có chạy thôi. Vẫn chưa đủ đâu các con. Nghe bố kể đây. Ôi trời, đàn muỗi lúc này đã lại kéo đến, nhưng lại đông và hung hãn hơn trước kia nhiều lần. Có rất nhiều muỗi ở trong rừng đấy các con. Bố nghĩ là các siêu anh hùng cũng vẫn nên mang theo kem chống muỗi đấy. Dạ vâng ạ. Các con đi nào.